Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành ngôi vô địch sau chiến thắng U23 Thái Lan tại trận chung kết diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25/5/2022. Chúng ta cùng xem lại một số diễn biến của trận đấu này. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã có một pha bóng nguy hiểm sau khi hậu vệ bên phía đối phương phá bóng không dứt phát. Tuy nhiên vẫn không có bàn thắng được gì cho các cầu thủ đội U23 Việt Nam. Một pha sút bóng chệch không thành trong găng tắc. Đến với trận chung kết này thì đội U23 Việt Nam đã vượt qua đội U23 Malaysia ở trận bán kết. Trong khi đó đội tuyển U23 Thái Lan đã vượt qua đội U23 Indonesia ở trận bán kết. Và trận chung kết này, cả đội tuyển U23 Việt Nam và đội U23 Thái Lan đều chơi rất kín kẽ. Cả hai đội cũng chưa dám thật sự mạo hiểm vì tính chất quan trọng của trận đấu, cho nên cả hai đội đều chơi kín kẽ để tìm sơ hở của đối phương. Lại một pha bóng nguy hiểm nữa bên phía đội U23 Việt Nam, một pha đánh đầu của Nguyễn Tuấn Linh. Tuy nhiên cú đánh đầu của anh cũng chưa thật sự gây nguy hiểm cho các môn bên phía đội U23 Thái Lan. Rất nguy hiểm, một tình huống phạt góc rất nguy hiểm bên phía đội U23 Việt Nam. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất vẫn chưa có tỷ số dành cho hai đội. Lê Văn Đô vừa thực hiện một cú băng ngang, tuy nhiên không có đồng đội nào theo kịp, lao vào kịp quả bóng của anh. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn là 0-0 dành cho hai đội. Và đây là những gì rất nguy hiểm. Đây là những gì diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ Thái Lan việc kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn so với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên về cơ hội ghi bàn thì các cầu thủ Việt Nam có số lần cơ hội ghi bàn nguy hiểm hơn so với các cầu thủ bên phía đội Thái Lan. Trận bóng càng về cuối càng gay cấn và rất căng thẳng dành cho hai đội. Cả hai đội đều có những tình huống lên bóng rất nguy hiểm dành cho khung thành của đối phương. Tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn chưa có tỷ số được ghi, vẫn chưa có tỷ số được mở. Liên tục các pha nguy hiểm khung thành của các cầu thủ bên phía đội Thái Lan. Tuy nhiên các cầu thủ bên phía đội Việt Nam vẫn kiên cường chống đỡ và tổ chức phản công. Một pha tấn công bên phía không được, bóng được Nhâm Mạnh Dũng chuyền cắt ngang vào trong. Tuy nhiên bóng không đến được chân của Nguyễn Tiến Linh. Một quả đá phạt góc phối hợp và góc của các cầu thủ Việt Nam. Phan Tuấn Tài không được, Nhâm Mạnh Dũng đã để bóng chạm tay trong tình huống này. Một pha tạt bóng của Phan Tuấn Tài, nhưng tuy nhiên Nhâm Mạnh Dũng đã để bóng chạm tay. Vẫn là Phan Tuấn Tài chuyền bóng dài, Nhâm Mạnh Dũng vào. Tỷ số đã được mở cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 83 của trận đấu. Nhâm Mạnh Dũng là người thực hiện cú đánh đầu. Anh thực hiện một cú lắc đầu, bóng đi vào góc cao của khung thành đội tuyển Thái Lan và làm thủ môn đội tuyển Thái Lan. Qua đó mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam. Quả tạt bóng của Phan Tuấn Tài trước đó chính xác đến từng milimét,
đưa Nhâm Minh Dũng vào thế chỉ cần lắc cái đầu nhẹ nhàng thì bóng đã đi vào góc cao không thành của đội tuyển Bumba Thái Lan. Tỷ số được mở ngay phút thứ 83 của trận đấu. Nếu giữ nguyên tỷ số này cho đến cuối trận đấu thì đội tuyển Bumba Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch ở kỳ SEA Games lần này. Trận đấu có 5 phút bù giờ và đây là phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Như vậy là chúng ta đã kết thúc trận đấu. Qua đó đội tuyển Bumba Việt Nam đã giành ngôi vô địch, đã bảo vệ được huy chương vàng ở kỳ SEA Games 31 lần này.